Mình thấy ông bà nhá, ngoài 2 tỷ nhà Dương thì rồi. Dương là mắc nhất á. Chút vậy mà tự nhiên người còn căn nhà với tay mình còn căn nhà. Đây em gọi được dưới đông dưới thì cái căn nhà này cũng phải căn nhà được các bạn. Cái giá này 1 tỷ luôn. Ai lên xứ Hà Đà. Mà căn nhà nhưng mà đều không có tiền xài. Bên đây mình có tiền đâu thì mới được. Biết là cành đào ở các nước Trung Hoa và Nhật Bản, Việt Nam chúng ta thì vào những ngày Tết bao giờ cũng trên cành đào và nhất là đào hoa tiền, còn có thể là hoa đào nữa. Đang cây ba nhưng mà anh biết là tại sao mình lại mua lại mà quên mất rồi. Ưa trưng cây hoa đào trong ngày Tết không anh? Vâng thưa quý vị, bây giờ quý vị thấy là quên rồi, đào lại thấp trong sáng của các bác nhất quên. Sau đó lại có hoa mai, hoa đào trên sân khấu, quý vị cũng đang thấy quên. Bảy cái cũng muốn đâu quên mất. Bây giờ thì nó là tượng của ngày Tết. Nhưng mà cái nguyên lý các người lớn tuổi mà câu chuyện nó kể từ trên cái đồ sắt đó thì có một cái đảo, có một cái đảo rất lớn thì ở gốc cây nó có 2.000 tấn, đây là thành viên trả ở gốc cây có đá nhưng mà đây đứng thẳng ở nhà gì qua được nè, quay được không, quay gì quay được, bỏ mưa được không em, bỏ được nhưng mà coi được rồi nè, quay được hả? Ừ đó, được cái gì, đâu có đứng đâu đây. Mày đứng bên đây không, có chướng trinh coi mời bộ quá. Ờ vậy em mời bộ, ờ vậy được. Không có chướng trinh để coi nè. Vậy làm hết cái nữa đó. Làm hết cái nữa, bỏ vô hết, được chị lấy kìa. Nhưng mà bây giờ là không những là có đào mà nhà quý vị thấy còn có mai, còn